bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đồng tính luyến ái chính là tự đào mồ chôn mình. Các em bạn trẻ, khi các em học thành tài ra đời phục vụ thì nhất định phải an phận thủ thường, giữ gìn quy củ, không nên bắt chước hành vi của kẻ hippie du côn du đãng, cũng càng không nên bắt chước hành động của kẻ đồng tính luyến ái, bởi vì những kẻ đó chẳng những không có cống hiến gì cho đất nước mà còn làm gia tăng phong khí không tốt cho xã hội. Một gia đình toàn thiện là gia đình được cấu tạo bởi một người nam và một người nữ. Gia đình ấy được cấu tạo như vậy là với mục đích nối tiếp dòng giống, khiến nhân loại được tiếp tục không bị diệt vong. Nếu gia đình mà được cấu tạo bởi người đồng tính luyến ái thì nhân loại sẽ tiến tới chỗ tuyệt diệt. Những kẻ nam, người nữ mang bệnh đồng tính luyến ái thì tâm tánh không như người thường, có bệnh chứng biến thái. Đây là biểu tượng của thế giới lúc sắp bị tận diệt rồi đây. Ở trên đời, chuyện gì cũng tương đối, có âm thì có dương, có trời thì có đất, có ngày thì có đêm, có lạnh thì có nóng, có nam thì phải có nữ, đó là lẽ tự nhiên. Nếu con người làm chuyện đồng tính luyến ái, thì nhân loại sẽ bị diệt vong, bởi vì hành động ấy không hợp với đạo lý của trời đất, đó là vấn đề rất nghiêm trọng. Tiếc thay, có những quốc gia lại công nhận đồng tính luyến ái là hợp pháp, thật khó mà hiểu được. Chẳng những quốc gia ấy, đất nước ấy đã không hạn chế mà còn cổ võ thì không biết tâm lý họ để chỗ nào. Phải chăng họ gián tiếp muốn hủy diệt thế giới? Những pháp luật như vậy thật là vô cùng sai lầm, từ xưa tới nay chưa từng nghe qua. Các em bạn nhỏ, nhất thiết các em đừng nên học theo hành vi của những kẻ đồng tính luyến ái, bởi vì hiện tại những kẻ mang bệnh ấy đang đi tới chỗ chết. Người có bệnh đồng tính luyến ái thì gần như là mắc phải bệnh nan y, tức là bệnh S. Hiện nay chưa có phương pháp nào để chữa trị. Phàm là người đã mắc phải bệnh này thì chỉ còn chờ chết, mạng sống của họ chỉ trong vòng 2-3 năm mà thôi. Đó là trời xanh trên cao đã trừng phạt họ vì họ có hành vi không giữ quy củ. Có câu, tự tác nghiệt bất khả hoạt, tự mình phạm tội ác nghiệt thì khó mà sống được. Nếu ai ai cũng mắc phải quái bệnh như trên thì đất nước sẽ tiêu vong, thế giới sẽ bị hủy diệt và trở về lại không kiếp. Các em bạn nhỏ, các em đối với vấn đề thiện ác hãy phân biệt cho rõ ràng, đừng nên sát sinh, đừng nên trộm cắp, đừng nên làm chuyện tà dâm, đừng nên nói dối trá, đừng nên rượu chè bài bạc, đừng nên hút thuốc, cũng đừng nên làm biếng giải đãi, cũng đừng nên buông lung phóng dật. Đối với bài vở hàng ngày, các em phải nỗ lực học tập, các em phải rèn luyện bồi dưỡng nhân cách đạo đức của mình để thành một người có ích cho thế giới, một người hữu dụng. Ha ha ha,